Đây là nguyên cái bản đồ của nước Mỹ nè. Hôm qua là mình ở nhà là Atlanta đây nè. Mặt chạy xuống 20 lấy hàng xuống đây. Tới Birmingham nè. Mình vô Birmingham bắt máy tẻ lên 65 đi lên Houston là đây nè. Huntsville chứ mấy Houston. Huntsville. Nếu mà bắt đi 40 đó là bắt xỉa lên đây. Tới Memphis bắt đi 40 luôn. Đúng. Ở đường trên, đường 40 qua thuốc này luôn là như thế nào. Còn bác không có đi như vậy mà bác từ thằng thằng Atlanta ở đây nè, thằng Huntsville, bác không đi đó mà bác đi 65 người xuống lại, bác đi đường 20 à, bác đi ngay Dallas này đó, ngay Dallas. Hiện tại là mình đang ở đây là bác đang nằm dòng khu này nè, bắt đầu đây nè, vừa qua Dallas xíu à, mua xa tới đây. À, giờ mình bắt đi lấy 20 nè, thấy nhà thấy không, 20 đi qua New Mexico đây, New Mexico, Arizona vô California. Cái này á, bác không có đi lõ xuống, bác chạy qua lõ xuống nó xa lắm, cái lộ hành bác giao xa lắm. Đây là Los ở đây nè, San Diego ở đây, Los rồi. Bác đi giao ra thuốc ngoài đây nè, xa lắm, San Diego đi lên. Bây giờ thằng Torrent đâu tuốt đâu chỗ này nè, xa lắm. Thường thường mình giao tuốt ở trong không à. 10 Los Angeles chỗ này. Bây giờ tuốt đâu ngoài Long Beach xa lắm. Ở đây nè. Nè Los Angeles đây nè. Nói tiếng Hàn mà nơi này có đi vậy đó. Trời ơi, nằm mà sáng giờ ở nhà nó không có nói tiếng nào hết á. Xong rồi chủ hãng nó mới gọi khi chạy đi lấy hàng liền, trời vào 12 giờ nè, 12 giờ mấy nè. Chạy đi 5 tiếng đồng hồ đi qua bên Alabama lấy lô hàng. Mà không biết chạy kịp hay không nữa, 3:30 chiều đóng cửa rồi, trời. Chạy kiểu này chắc Việt Nam mình người ta có cái hay cái câu nói là chạy suốt quần là giờ bắt mới biết là chạy suốt quần là chạy làm sao đó. Trời giờ giờ chạy ra xe mất hết nửa tiếng đồng hồ, lên xe đề ba phải chờ kiểm xe kiểm đồ nữa, mất thời gian nữa, trời không biết kịp hay không. Không kịp nằm đó ngủ luôn, sáng lấy Yogali chạy có 2 ngày chắc té ngửa quá. Lấy coi coi chắc kịp mà. Hy vọng kịp. Nếu mà 4 giờ nó đóng cửa thì kịp. Mà sợ nó đóng cửa 3 giờ. Để nó lên xe chạy dọc đường gọi hỏi nó thử. Sáng đẹp bở chứ không có hàng á, bởi nhiều lúc giờ có là phải dán đi liền chứ không có được lựa chọn, không có đòi hỏi. Mở cục điện lên đi coi nó đó, kêu test là xong rồi đó. Trời ơi gấp quá, bỏ vô đây thì giọt liền, đáng lẽ không bỏ nhưng mà sợ không bỏ đồ ăn nó thiêu. Không bỏ là nó thiêu liền á, quăng đại dưới đi xong rồi quăng đại ba cái đồ ăn xong rồi tính. Hy vọng á, đây từ đây chạy qua bên đó kịp á, thấy không, lấy hàng là sẽ khỏe, còn không á là mình phải chạy từ ở ngày mai mà lấy á, là chỉ có 2 ngày thôi là phải vô Cali, không được 3 ngày. Tại 3 ngày á, nó sẽ lọt vô thứ bảy chủ nhật, mình ai đâu ai muốn ngủ thứ bảy chủ nhật trong Cali đâu, thấy không. Ngủ trong đó nhậu xỉu à. Bây giờ á, cái chuyến này là vui lắm nè. Nguyên một đám hãng của bác luôn á, đi qua Cali hết. Cái chuyến này qua bên không có hàng á là vui lắm, qua bên là nhậu xỉu luôn á. Gần 7-8 chiếc á. Là mấy anh em mà chơi chung với bác không á, là 7-8 chiếc á. Ok, bu xe ra để cho xe nhỏ vô giọt liền. Trời ơi, đậu xe
cái turbo nó bị hở á, phun ba cái tàn cho quá trời. Rồi anh em chạy xe mà thấy mình nghỉ ngày hai ngày mà đề máy mà cái tàn cho nó phun ra cống khối á, là biết cái turbo nó bị hở rồi đó, hở cái nó bị hơi vô chỗ nào đó mình kịp mình dặn nó lại. Ok, giờ bắt chạy đi nha, giờ trên đường đi gấp quá rồi. Có gì bắt quay cho nhà coi nha. Bắt đang chạy trên Freeway 20 nè, sắp sửa ra khỏi Cho Trà nghe border. Ngày đấy có chậm cân, thường mình chạy mà ra khỏi tiểu bang á là sẽ có cuối tiểu bang sẽ có chậm cân, và đầu của tiểu bang bên kia là Alabama sẽ có chậm cân ở nội chữ bài bát bắt đi luôn. Cái chậm cân nó dễ lắm, tại mình cũng đang gấp á, chạy đang gấp á, chạy quá trời chạy chậm cân thì nói chung nó cũng dễ, với lại mình đang xe không á, chạy nó đỡ. Chỉ có chậm cân tới á, chậm cân tới đây nè, bắt đầu vô Alabama nè, vô Freeway 20 à, đi về hướng Tây á, là chậm cân nó khó. Chậm cân đó ngày xưa nó bắt container không á, nó bắt chạy container nó bắt mà dính nhớ mặt nó luôn à, bắt chuyên môn container không. Đây chạy lên đó cho cao 10 mai tới nè. Gia đình thấy bên phải để chữ Firewood City không? Dần dần á, nó bán anh em mà tới lễ rồi đó, mà muốn đi mua pháo bông, muốn đi ra mấy cái border của bên tiểu bang nó bán rẻ lắm, cái mua ở trong nó bắt mắt chứ lắm. Thường tụi mấy tụi bán nó mới ra để mua nè, về đó nó bán á. Rồi đây nè đó, bây giờ tới cái chỗ mà ai cũng sợ nè, tài xế nè. Tại bác không có sợ nó lắm đâu, nhưng mà tại vì bác đang gấp, bác không muốn vô nữa, vô nó bắt lỡ mất công, nó mất cả tiếng đồng hồ á. Nó đang mở cửa á, thấy không? Đi vòng cả đường xanh đi luôn á. Tại xe mình xe không nữa, có thể cho nó cho đi luôn. Ừ, mừng quá, đèn xanh đi luôn. Trước nó cũng đèn xanh, mấy anh kia vô hết à. Nó bắt vô phiền, nhưng có gì nó vô. Tại mình đang gần gấp, mình đâu đủ giờ đâu. Vừa tới là vừa đúng giờ đợi nấy luôn á. Vừa đúng giờ đóng cửa luôn á. Chạy ở nhà nó bên phải rồi nó bắt vô. Bữa nay là ít á, thường ngày đâu ít luôn á, nhiều lúc mới về 2-3 giờ sáng đang làm việc á, nó không có giờ giấc gì đóng mở, nó muốn mở sao mở rồi, bởi anh em không có đón được nó, không canh được. Là trên đường 20 của thành Alabama đó, Freeway 20 đó. Đầu của Alabama đi về hướng Tây. Ok, mừng người hơi giọt đi. Đi giọt cứ lấy xốp, kẹo xốp khỏe. Chạy mới có 1 tiếng đồng hồ, mưa tầm tã luôn. Mưa kiểu này chạy nó uống dầu dữ lắm. Wow, đây có cái hồ đẹp quá nè. Bác thích ở nhà mấy cái hồ vậy đó. Không còn nhà bự đâu, nhỏ nhỏ rồi. Mà mình nhìn thấy cái hồ nó thấy đã lắm. Mưa xuống á, nhìn thấy nó thơ mộng. Được không? Cái hồ này cũng không có bự lắm, nhỏ nhỏ. Nhiều lúc nước cạn nó lồi sình nữa. Vậy lần tới cái chỗ lấy hàng này có cái hồ đẹp quá trời. Nguyên cái dạng hồ. Đây nhìn giống Việt Nam quá ha. Bây giờ thấy không? Cầu này cái thành phố Việt Nam bên kia có cái cầu xe lửa quá trời bự. Bên đây nè. Cái cây Việt Nam không? Mặc lo Việt Nam, Việt Nam chắc mới dứt cho cái đứa xe trước. Cái highway này là highway 65 á.
chạy được 4 tiếng rưỡi đồng hồ bắt đến nè. Qua ở đây hãng nào không lấy bự bự không à. Thành phố Huntsville hả? Giờ đây cũng gần cái sân bay nữa nè. Không có sân bay gì. Hãng quá bự. Đây cánh đồng đẹp ghê, họ trồng bắp với lại ba cái đậu nhiều quá trời luôn á. Ở bên phải của bác là nguyên cái sân bay luôn rồi này, sân bay này sân bay tư nhân, sân bay nhỏ. Bây giờ không được đóng cửa nha, trời đóng cửa chết luôn à. Đây, tới rồi đây nè. Driver check in office. Driver do not block the gate, không được lấy cái cửa đó. À, mình theo cái bảng mũi tên nó chỉ office vô hướng này nè. Hy vọng đừng có đóng cửa nha, thấy xe còn là chắc không có đóng đâu hả? Mình vô mình check in đây. Trời đi mấy cái lô này cực lắm, mấy lô mà Brand Rocker nó khó á, cực lắm. Hồi xưa lúc mà hàng nhiều á thì nó cần tới mình á, mở cỡ nào cũng đưa cho chạy á. Còn bây giờ á, hàng hiếm hôi á, ở nó làm eo làm sách không, thì cái gì cũng vậy á, lực á. Đây, driver vô đây. Thấy xe trước nó chở xe, chắc mình cũng chở xe trong nó quá. Đó, chở xe thôi. Sát bên này có đường gầy xe lửa nữa kìa không? Trời ơi, cái hãng gì mà nó khó giao mang mình. Nó cho vô đò đó. Chỉ cần làm đúng theo giống như thứ tự của nó thì thấy nó không có khó. Bây giờ nó cho vô đò để nó lô chở xe. Xe giống như xe mà hổm Cubato hổm chở. Cái này nó không có chim luôn nè, thấy không? Bởi anh em chở xe cẩn thận để ý nó. Dù nó không có chim á, nó thường nó đóng mấy cục gỗ để nó chim á, mà này nó không có chim cái nào luôn á. Mình biết á, mình chạy cẩn thận một xíu. Tại vì một thằng mà xúc ra là xúc hết luôn á. Bữa nay lại chở xe nữa hả? Lên coi nó kìa. Coi mấy ông này ông làm có kỹ không ơi, chứ ba cái vụ này không kỹ á. Làm một hồi nó chạy á. Ok, ông này cho kỹ à. Xe quá trời. Ok, lên đường thôi. Xe này mắc hơn xe vừa hổm à. Này là của hãng United Rental. Trời ơi, lâu quá trời. Ok, thôi lên đường đi. Tính bắt lên 40 đi lên đó quay phim cho cả nhà coi mà nói bắt đi được trong xa quá. Nói bắt đi đường highway xa quá. Tại thành phố là thủ Huntsville thì nó nằm chính giữa của thằng 20 với là 40 á. Bắt tính đi lên trên 40 là với cái sòng bài ấy, quay cái nhà coi mà chuyến này chạy cũng gắt quá cho nên không có thời gian đâu. Không lấy xuống 20 đi cho nó dễ. Tại đường mình quen á, đi nó dễ hơn. Sân bay trước mặt này nè, sân bay những người giàu á, họ chơi mấy đó họ chết nhiều lắm. Đó ở Cali á, đó ở anh em nằm ở San Jose biết cái đường Capitol với lại ở dưới Lassen Hill nó có hai cái sân bay. Bay chết hoài.
giàu quá không biết xài tiền sao để chết uổng mất. Tôi hỏi mới nghe đâu chết 4 người nữa nè. Mai sao cắm đầu xuống hồ nước chết quẹo. Giống như người ta có tiền người ta không biết làm gì đó. Ở không á, ta kiếm mấy cái trò chơi thể thao để chơi. Chơi thì sao đi luôn. Đi ăn chuối luôn. Cũng giống như mấy nhà tỷ phú mà lặn đi coi tàu Titanic hả? Lặn sao đi luôn không có về. Mấy người nó chết uổng à, đòi tiền để lấy bao nhiêu tính. Quá trời tiền. Thành phố này là Hudson View. Đúng rồi, không phải hơn Hudson View. Hun View. Này nó nằm gần thằng Birmingham á, nó chạy ngang Birmingham. Thành phố Birmingham là của Alabama là nó bự luôn. Đó Việt Nam ở đâu lắm, làm neo dữ lắm. Mấy xe này chạy cẩn thận đừng có giật quá lắm. Với lại lên kiểm chịu khó chạy một xíu lên kiểm một xíu lên kiểm. Ngày lên kiểm nó một lần. Cái sành nó lên kiểm nó luôn một lần. Mấy xe dây strap á thật sự nhiều lúc nó cũng không cứng lắm đâu, nó tuột. Đợi trời nó làm sao mà để ấm á. Sợ xe giống nó chạy thôi. Không có cái gì chịu mà. Trong Cali á, hy vọng là hình như là còn hôm qua là đi hết rồi, đi đông lắm hôm qua. Bữa nay như của mình bắt đi bữa nay thôi. Thứ sáu họ vô trong đó, họ lấy hàng, thứ năm là họ tới rồi. Dồn vô đông quá đó, là nó không hàng ra, nằm trong nhậu làm gì đâu. Tối nay chạy cũng mệt à. Phải chạy vô tới sẽ phải tới 9:46. Nếu mà chậm nhất ít chạy mà ngủ sớm á, thì phải 5:03. Còn mà còn sức chạy tới 4:06 hết sổ à. Nắng thế. 5:00 mấy chiều nắng như ta. Quà wow, bắp vào chồng quá trời luôn, hai bên luôn á. Cái bắp này không phải bắp mình ăn đâu nha. Cái bắp này là một là họ làm giống như là bột mì vậy đó, bột bắp vậy đó. Hai là họ làm lấy cho bò ăn á. Chứ không phải là bắp mình ăn, là bắp mình ăn nó màu xanh nhưng mà nó vàng thôi. Bắp này ta sai làm bột. Bữa ẩm kỳ đó, bạn bắt nó vô chợ nó chở bắp. Mà là chở bắp loại này nè, nó không có loại ăn. Giống như nó không có loại nó ăn. Nó thấy bắp nhiều quá, nó loại nó coi. Nó vừa cung với lụm với bắp à.
lụm vừa khum lụm trái bắp là đang thằng trong hãng đứng sau lưng rồi đó. Thằng trong hãng nó nói mày không có được ăn cái này nha. Mà thằng bạn bác nó không ăn, nó chỉ nó coi trái bắp ra làm sao á. Tại trái bắp màu đỏ đỏ, đỏ vàng vàng. Thằng trong hãng nó nói là cái này để cho bò ăn, không phải cho mày ăn đâu. Ở trong sâu không á, mày xé cho mày coi thử rồi. Rồi nó xé cái sâu không nó quá trời. Nó không có xịt thuốc á, để cho bò ăn nặng chứ có chất hay gì á. Cho cái sâu quá trời á. Cái này thường thường giống như anh em mình chạy đi nè, bắt có ông anh vậy á, chở hàng gì là xin hàng đó. Mà người Mỹ á, họ rất là đại kỵ với cái đó, họ không có cho. Không phải là họ ích kỷ với mình, nhưng mà họ không muốn cho mình đồ ăn. Tức là mình chở đồ ăn, nhưng mà chở cái giấy hay gì thì họ cho, nhưng mà đồ ăn là đặc biệt họ không có cho. Cái gì dính líu cái đồ ăn á, ăn thì bỏ vô miệng ăn là họ không có cho mình. Không phải là họ ích kỷ, mà là họ sợ mình ăn vô á, mình trúng độc á, mình thưa họ, hiểu không? Nhưng mà là họ ích kỷ. Cái bắt chả bánh mì á, trời thơm ngon quá trời luôn. Bắt lúc mà vô trong check-in á, nó nói thôi tao muốn cho mày là ăn lắm á, nhưng mà tao không có dám. Vì ăn là có chuyện gì á, bắt công tụi bay thương kiện tụi tao nữa đó. Đó không? Nó không có cho ăn. Có ông anh là chuyên môn chở là lấy vô xin cho bằng được. Giống như xin là nó cho đó, nhưng mà ngại lắm không? Đã người ta không muốn cho mình ăn thì xin làm gì. Chạy tới cái thành phố Marion của Mississippi ở đổ dầu. Trăm dặm thêm trong cái đổ. Dặm miếng là nó chạy vô tới trong tới thành đổ rẻ không? Đổ một lần á rẻ hơn được 5-10 sen đó đó. Trăm cái lông mà cũng được 20-30 đồng. Sáng lúc đổ dầu á mình lao kiếm luôn. Lao đèn luôn cho nó sạch. Rồi lên đường chạy tiếp đi. Mới vô cây dầu chơi một ly nước trà bá luôn. Uống đã uống từ đại tư tới 2-3 giờ sáng á, bây giờ chạy tiếp đi. Nếu mà tới đớp vô tới xịt mà làm biến á, không đổ dầu chạy luôn lên trên 503 ngủ luôn. Nếu mà trễ quá bắt nghỉ trễ rồi, giờ này rồi 9:30 mới tới đây à, mới tới Mississippi rồi, xa lắm, còn qua Louisiana rồi chạy vô giữa tới xịt đó, trời xa lắm. Ok lên đường tôi bắt chạy tới đây. Mở đi lấy hàng mà trễ á, mệt lắm. Trời ơi, chạy đây 4 giờ sáng đó nhỉ không? Giờ là 9:30 rồi. Mở lấy hàng trễ á, trời chạy nó quải dữ lắm. 4 giờ sáng rồi mới tới exit 503 của người ta sạch rồi. Trời. Quải thôi trời. Vô bắt đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi chạy lên tới trên thành phố Wellerford là exit đây chạy nó có 2 tiếng đồng hồ là exit 406 á, tắm rửa ăn cơm rồi lấy hàng trễ bởi chạy ngán lắm. Chạy mà bắt tới đây bắt quên đã quên quay phim tới đây luôn mà ở nhà biết rồi, cái buồn ngủ có đuối á. Chào một ngày mới đại gia đình. Đây là ngày là đầu tiên đó. Rồi đầu tiên mà lấy hàng ra đuối quá trời. Lấy hàng trễ chạy đuối chết luôn. Chạy tới 4 giờ sáng luôn. Giờ bắt tới đây. Đó là vệ sinh cá nhân xong rồi lên nấu cơm. Chạy tiếp qua gió như cái ngày đầu tiên đó mình mà được lấy hàng trễ mình giá chịu khó mình chạy mình buồn quá, nếu mà chịu khó cực không chạy từ 4 giờ sáng là ngày hôm nay là mình sẽ đỡ lần, còn mình không chạy á hôm qua mình đi ngủ sớm là bữa nay là chạy lội, mình chạy buồn quá chạy mệt chạy thì giọt sớm ấy. Uống cà phê cho tỉnh táo chứ. Ê, xong gỗ cho anh Minh nữa hả?
anh Minh anh nói anh có cái răng cọp, anh gọi bắt hồi tối hồi gọi bắt sáng lúc mấy giờ, 7-8 giờ lúc mới đang ngủ mà tối chạy tới đây 4 giờ. Tôi đang ngủ để ra phi quê sao gọi được anh? Ai dạ. Rồi quên kiểm mở thùng rồi kiểm à. Mở thùng chở xe mở thùng rồi kiểm á, sao nó chạy ra trong á. Rồi đi lên tới quê đồ phò kiểm luôn. Chạy một cái là hư xe hết á. Hư thùng mình á. Rồi sao bên đây gió gì vậy? Gió mà thôi du du á. Thiếu ngủ hay là con mắt nó chà là không thấy đường, không đeo kính đen là không thấy đường. Cái xăng này hư hết trơn, nó không sửa rồi. Trời ơi trời, trời ơi. Giờ lại xe bắt cái vàng phuộc á hư rồi. Vàng phuộc nó đi ăn chuối rồi. Mắc quá giờ bỏ thay từ món nó mới làm mà lai mình đây giờ thay phuộc nó ngán lắm. Ở chạy tính mỗi một tháng mà tiền sửa xe thường mà tu bổ nhiều lắm. Nó mới làm cái dàn bánh trước, cân bánh trước xong bây giờ bắt đầu qua tới 6 cái phuộc. Tại tưng nó nghe rầm rầm rồi. Từ phuộc rồi còn quớt á, nó không nghe rầm rầm. Bộ phuộc này lâu rồi, thường năm là phải thay rồi. Mình ta có tiền á, hiện năm mà mình không có tiền là bắt để như 2 năm mà. Cũng 2 năm à. Hơn 2 năm nữa. Lâu rồi. Đó có Hoa Lăng đó nè. Hoa Lăng đi mua cái 500 mấy thay mà chưa mua nổi nữa. Mà muốn thay đủ thứ hết trơn á. Cái gì không có tiệm, cái gì cũng đồ thay á. Chạy ra đây, chạy về quê đi thôi, gọi mình nè. Chắc anh bận làm rồi quá. Thì cứ gọi đi thử coi nó bắt thổi được không, bắt thổi được thì chưa anh nào anh rảnh thôi. Anh thường bắt vân dắt sáng sớm là bắt ngủ, nhưng ban đêm mình chạy sáng ngủ tới anh Minh nói có cái răng cọ thấy chụp hình qua cũng đẹp quá trời đó. Ở đâu cũng có hay vậy ta. Đây bắt đi bắt chạy hướng vô hướng tây á, là vô thành phố Đà Lạt á. Ở đây là xích 503 là giờ chạy xuống hướng đông á, chạy xuống hướng tây là điểm số xuống. Từ đó từ thằng này đầu tới xịt vô đi 20 vô á, là xuống tới thằng hết 20 á, là 680 mai. 666 mấy á. Cộng đường 10 thêm 200 mai vô nữa là 860 mai đó. Mình đang ở xích 503, 503 là chạy xuống. Xuống thằng Đà Lạt thì nói chung là Đà Lạt nó nằm vẫn ở xích 4 khoảng 4 70 đâu đó. Thêm cái 50 mai. 40 mai. Như cái đầu nó bật thần kỳ lắm, nó giống như nó có nó sao nó lăn lơ sao nó lúc nhớ lúc quên. Mình
thiếu ngủ gì á. Vẫn chạy về nhà, vẫn ngủ cho lắm, về nhà ngủ ngon lắm, là nó yên đó. Ngủ, nói chung ở ngoài xe ngủ cũng được, nhưng mà chiếc xe phải đậu ở chỗ nào đó nó yên, đừng có để người ta làm ồn á, thì ok. Đậu xe chạy qua chạy lại là sao ngủ được. Nó tới đây 12:45 tắm xong ra. Ủa, chiếc xe mày đâu trời? Rồi tưởng đâu thấy cái thùng nó giống cái thùng mình, tưởng đâu mình đút cái đầu vô, nhớ nãy là mình nói chuyện với anh Minh xong rồi mình ve cái đít vô mà. Nhưng mà đưa đút cái đầu vô đâu? Hay là nó khuất cái sau lưng cái thùng đó ta? Cái thùng đó nếu mà sau lưng mà nó mà bằng inox á là bác biết thùng nó quen đó. Còn cái thùng sau lưng phải inox. Nên ăn cơm nghe là chạy được rồi, 1 giờ là có giờ chạy lại. Lúc mình khuất cái đầu khuất trong đây tưởng đâu? Ở đâu ai lên xe chạy mất tiêu chứ. Chạy đứng chơi dơi luôn. Mời đại gia đình ăn cơm nha. Ba không nóng nóng nóng. Bên nơi nóc nhà. Về nhà bữa thứ không? Bắt về bữa thứ hai đó. Nóc nhà nấu cơm cho ăn nè. Chứ không thôi là đi luôn bữa đó là đâu có đoạn ăn nào hết rồi. Mà ăn ngoài không nổi. Mời đại gia đình ăn cơm nha. Ăn chạy 1 giờ có giờ chạy lại. Lấy hàng trễ quải lắm trời, tối chạy tới chỗ tới chỗ ngủ mà quên quay phim luôn trời, khỏi rồi bởi lấy hàng trễ mệt lắm. Giờ ăn bữa nay chạy ngày thứ hai phải chạy vô tới thằng Arizona. Đây là lần đầu tiên á bắt máy biết. Mới hiểu được cái cảm giác mà mấy người mà già xưa mấy người Việt Nam họ nói cái câu mà chạy xúc quần á, là chạy sao rồi bây giờ bắt mới hiểu á. Trời chạy gì đâu mà qua lấy hàng chạy muốn chết luôn. Rồi lấy hàng xong rồi trễ ra bữa chạy. Thôi. Cái nghề giờ sao giờ? Hàng không có là sao nó không đưa. Nằm chờ tới 11 giờ luôn mới đưa. Phải đưa lấy trong cho trà luôn đỡ chạy qua bên kia 4 tiếng rưỡi qua Alabama. Rồi. Nó 3 giờ rưỡi đóng cửa. Làm chạy muốn hụt hơi luôn. Hồi giờ cái chữ mà tiếng Anh mà nó chạy mà xúc cái quần tiếng Anh nó nói làm sao mà run too fast mất quần hả? Tiếng Anh có chữ mất cái quần chạy xúc quần ta? Nè, chứ mấy cái từ đó tiếng Anh đâu có. Anh em đâu biết tiếng Anh nó có cái từ rồi đâu, chạy xúc quần. Tiếng Anh nó cũng ngộ ha. Cái quần này phải nhiều loại quần. Việt Nam mà nó là mày bắn quần vô đi. Ở bắn quần nào cũng được, cứ bắn quần là được rồi. Còn thằng Mỹ thì lại, tiếng Anh thì lại mày bắn cái quần gì mới được, quần loại nào mới được. Tính ra tiếng Việt Nam mình dễ xài á. Cứ bắn quần vô rồi bắn quần vô thôi. Rồi xong rồi đó. Nóc nhà bắt mua cho mấy trái này kiwi hả? Ăn nó thơm kìa. Thơm thơm. Mấy kiwi không đó? Đừng lộn qua cái tên đấy à. Lộn qua cái tên nhiều lúc bắt ngồi bắt nói chuyện á nó nhảm á, có nói lộn chữ đại gia đình thông cảm á. Nhiều lúc nhớ trong đầu nhớ cái này nói cái khác á. Trái kiwi hả phải không? Là nhiều lúc thiếu ngủ á, nó người nó không có bình thường, có thấy không bình thường.
mà ai mà hô thiếu ngủ dễ quạo, bắt thiếu ngủ không quạo nghe, thiếu ngủ đi ngủ mất tiêu rồi quạo gì nữa, thiếu ngủ chịu có nói, thiếu ngủ chạy đi ngủ à. Quạ như cầu xe hư gì vậy? Trời ơi xăng dầu mắc gì 3.89 luôn, chết cha không. Đúng rồi, hôm qua bên kia mình không đổ là 3.89 đúng rồi. Qua wow, lên dữ rồi ta. Hôm 3.19, 29 nha, giờ lên 60 cent dữ rồi. Đổ dầu mà không quên chạy xuống đây sao chạy luôn, tại thường mình đổ dầu ở trên kia mà cái đi xuống đây cái quên nghĩ đổ rồi. Trời, lúc chạy qua khỏi cái dầu mới biết nhớ chừng là chưa đổ dầu rồi quên nữa nè, mở thùng xe kiểm xe mà quên nữa rồi nó đổ dầu kiểm luôn. Bác biết cái chiếc xe đầu tiên á, chiếc xe mà sát cái thùng của bác á, là bác biết nó đẩy đụng vào trong cái thùng á, bắt là không muốn cho nó đụng vô đó, tại đụng có chạy nhịp nhịp nè, nó hư thùng đó nè, chạy nó nhịp lên nhịp xuống nè, thùng nồi chưa nói. Thứ nhất thùng, thứ hai nó sẽ chạy cái mỏ cho cái cảng xe của nó đó, rồi qua giao hàng nó nói này nó nọ, nó không lấy nó công thì bắt vô cái Exit 277 này của thành phố Thai, bắt Thai Nhớt à. Hôm ghé anh Long kia, Long Thay Nhớt mà anh Long nhậu xỉn cấm đầu tha không nổi. Chạy 4 chuyến là Thay Nhớt 1 lần, 4, 3, 3 5 ngàn mang 1 lần, đúng rồi, khoảng 4 chuyến thay 1 lần. Ngày 4 rồi nè, 4 chuyến rưỡi rồi nè. Là khoảng 15-20 ngàn mai là phải thay. Mấy ông này nè, thay ngoài đường nè, đang vắng nè, đút đầu vô cho nó thường mà làm nó là phải mình phải nên có cái xăng lên chơi nè, xăng là bắt ít ghế này ngủ lắm tại nằm chưa được. Mấy cái này thường mình thay mình vô mình hỏi giá cho nó kỹ á nha, hỏi giá thay xong đi ra nó sao trả gì xỉu à. Mình nếu mà mình không thay ở đây, đằng này là trên freeway 20 á, còn nếu không thay thằng 277 thì chạy xuống thằng 242 nó cũng có cho thay cho hổm, mà bắt đầu ghé vô làm mà lái mình á, rồi nó cũng thay nữa. Bằng này làm như nhanh hơn thì phải. Đây, anh chỉ vô luôn thấy không? Nhiều anh em vô luôn, chạy xuống nước xuống đây luôn á. Giống như mình vô á, nó là chỉ á, mình chạy vô thì ok, nó mà không chỉ mình chạy mà rớt xuống á là mình chẳng chịu. Làm người dưới người trên làm lẹ lắm, tốc hành luôn á. Rồi nó thay Nhớt chưa đó nửa tiếng đồng hồ nữa, bốn thằng nó bu nó làm cái rẹt xong. Lúc này Thay Nhớt hơi bị bắt rồi đó nha, hơi bị bắt rồi đó nha. Đâu nó ghi mai lên cái đây sẵn. Ghi đi mày ơi, kê lên được đây.
hai chưa được nửa tiếng luôn á, bu vô bốn thằng nó làm ra đẹp đẹp xong đuổi ra nó thay xong rồi tiếng máy nó im ru à, bắt xài nhớt đeo lồ không à, nó đeo lồ nó gút trong máy nhớt kia xem để nó mắc á. Ok chạy đến giờ này 4 giờ vô 3:30 mà chưa tới 4 giờ nó xong đuổi ra. Chạy tới 9:30 tối rồi mới tới được thành ven hôn. Trời, còn 300 mai nữa mới tới chỗ nghỉ. Thấy cây xăng này muốn vô ngủ quá trời mà không được. 300 mai nữa là chạy tới 2 giờ sáng á. Người ra đi bắt ơi. Hai bên đây là cây xăng, giờ là xe của hãng á, họ vô ngủ hay lên nữa chứ. Thằng Venho này bác thấy có mấy cái nghỉ địa nhìn thấy ớn lắm. Bữa nào bác rảnh bác cái vô ghé quay nhà coi. Nghỉ địa mà nằm giữa sa mạc nhìn nó kỳ lắm, nó chơi chuỗi nó kỳ lắm. Nó không có cây cối gì nhìn nó thấy là sao nó là lạ. Con quay lên qua xăng dầu đây gần 4 đồng mất đó. Thằng thành phố Venho này á, em bất ngờ thấy nó giỏi lắm mà chừng 5.000 căn nhà cho lợi không tới nữa. Leo que dạy mạng là mới đây làm gì ăn mới. Để bữa nào lên coi ở đây nó có cái mỏ gì không mà coi dân ở đây thường thường phải có cái mỏ gì đó dân ở đây. Đầu của tiểu bang Arizona SX378. Trời đuối quá trời đuối, bây giờ là 12 giờ mấy, 1 giờ. Bây giờ cho trà là cách nhau đây 3 tiếng không, 3-4 giờ sáng. Trời ơi, ngủ đi đuối quá. Mai tính sao, bye bye đại gia đình. Good night mấy. Good morning đại gia đình. Qua bên đây nó xài cái Kenwood đầu ngắn mà xài mít rút nó trời. Cái uống dầu gì nổi. Giờ là 9 giờ sáng mà giờ bữa nay cũng không có nóng lắm gì vừa. Qua nó vừa mới thay nhớt xong ra là bị chạy nghe nó kêu xè xè. Lúc mà thô bồ nó kích vô á nó kêu xè xè, nó không biết kêu gì ta. Có bị hở không? Lúc nó bị hở mới lên, mà hở biết liền rồi nó xịt khói đen thui. Xe dưới chạy nhớt quá trời. Này phải làm lại. Nó bị chạy nhớt này không ảnh hưởng tới cái power, nó không hưởng gì hết. Nhưng mà thấy nó ướt khó chịu quá. Cái bóng đèn này mới mua cái loại bóng đèn gắn ở trong đây nè. Nó bẩn lắm. Mới mua cái đế bằng sắt gắn nó mới vừa.
mới cứng được. Còn cái này là đó bắt không biết ông mua hay ông ngủ. Nó gãy. Chạy 2 ngày, nay ngày thứ 3 kiểm vậy. Bây giờ thấy không, dùng tăng này thấy không? Nó làm không cứng. Nếu mà mình làm thì nó cứng. Còn tụi nó làm nó không có biết được. Mình chạy một hồi nó sẽ xúc ra thấy không? Wow. Chạy bên này phải kỹ, kiểm hoài á. Không dây dùng tăng nữa thấy không? Kiểm làm là siết lại hết luôn á. Gắn cái cây đèn vậy mà 40 phút mới xong á trời. Nhà thấy xe chở xe này không? Cái xe đó hồi xưa đó nó bỏ ba cái chất cấm á, xì mai thúy rồi đó. Tầng xa vô trong cái thùng xe cái nó gửi đi. Rắc quá trời luôn. Chuyện gì mà mình nghĩ ra, cảnh sát nó đang nghĩ ra đời nào. Ôi trời, được 4 tiếng rồi vô đây nghỉ ngơi. Qua mùa này họ đi chơi không dữ hả? Hết con nít vô học đó, sao đi chơi ta? Thường thường sa mạc là những cái tường gạch đây đồ nó là màu đỏ đỏ như sao? Không có thấy gì chứ. Thấy gì chứ không phải gì đâu nha. Vô đây bác cũng nằm ngủ giấc. Nằm ngủ tiếng đồng hồ á. Buổi trưa rồi là có giờ phải ngủ cái cho nó khỏe. Bọn nó ra chạy nó đỡ chút. Trời ơi là trời đang nằm ngủ bị ma đè thiệt tình. Không phải ma đè hay không mà thì chỉ đang nằm ngủ. Có cảm giác như chiếc xe đó nó chạy. Chiếc xe đó bỏ nó chạy. Tự nhiên ngồi vậy không biết mình làm cái gì, không biết tại nó đang ngủ mà không biết mình làm cái gì hết. Tự ngồi vậy nhảy lên ghế ngồi để làm gì ta, coi xe hư vậy. Tự đang ngủ thấy như vậy cái nhảy lên ghế ngồi cầm mấy cây sốt đạp cái thắng. Ủa sao kỳ vậy? Xe đâu có chạy, mình xe đang đậu mà. Trời ơi thiệt tình á, ngủ mà bị giống như bị quán gà vậy. Nhảy lên ghế hết hồn luôn á. Ủa sao giờ, ủa sao xe mình đang đậu mà đâu có chạy đâu. Trời ơi nóng. Từ đây vô trong trong Cali, vô Mỹ bò đợt Cali nha. Khoảng chừng khoảng 100 mai nữa. Ô qua wow, có mấy con chim à. Người ta cho nó uống nước là khát quá mà, nóng quá mà. Có mấy cây nước nó đâu biết cái đường nào mở nước đâu. Có mấy cây nước quá xuống uống cái tội không. Mấy này chim là chim sẻ hả. Mấy này qua wow, bác thích mấy cái thành phố nhỏ này nè. Nó là biết nó ở đâu, có nào ghé chơi mấy thành phố nhỏ nè của dân cao bồi ở. Cái nút này, nít mà không được đâu mà nói gì hư vậy. Đâu có nước đâu. Lên chạy tiếp thì nóng quá, lên xe ngồi nó mát hơn, đi xuống này nóng quá. Qua wow, ở đây nó không có cái bảng là nó cấm, nó không có cho chó đồ đó được thả ở đây, sợ ỉ bậy. Thứ hai nên là nó nói ở đây có rắn, có bồ cạp. Thôi đi chứ. Đúng rồi, ở đây bù cạp. Bác nghĩ bù cạp với nhắn rung chuông hết đó. Bác không thế nào bác cũng sẽ gặp nó một lần rồi, không biết khi nào. Giống như cái bụi rậm vậy đó. Băng băng ác á, nó hay nằm ở trong á. Này dám ra đó. Xung rồng hết trơn. Với lại nó cũng có cái hay của nó. Trước khi nó muốn cắn mình á, cái đuôi nó quẩy nó kêu. Nó kêu cộng cộng á, mình biết. Okay. Chạy nóng quá. Chịu hết nổi. Vô Cali á, vô sâu trong Cali á, vô Telos á, nó sẽ mát lại. Nóng thiệt hết chứ hả. Bây giờ là 4:40 chiều rồi. Anh này ở
ở New York rồi là 7:40 à. Nắng kinh à, còn khoảng 330 mile nó vô tới chỗ giao hàng luôn á. Chừng 100 mile nó vô tới Cali, 150, 100 mile tới 150 đâu, 120 mile. Cái khí hậu của thằng Arizona này nó ngộ lắm, nhưng nó nóng vậy đó mà tới giờ bắt đầu nó tuột độ á, lúc mà không còn mặt trời nữa nó tuột độ á, tuột lẹ lắm, trong 3 tiếng đồng hồ thôi nó tuột xuống còn có 70 á, nó chừng 100 giờ 105 106 vậy nè. Thay nhớ sao chiếc xe nó bể luôn kìa, ta nó bị như cái hơi thu bồ nó bị xì á, coi xì đâu. Rồi, đường này dặn dữ. Ở đây nè, bác không biết mình đuôi từ phải nè, ở đuôi đó mình ở chỗ có mấy cái cây điện, cục điện á, cái trụ gì làm điện gì đó, không biết mấy triệu năm về trước không biết làm gì mà đá nó đen thui à, giống như đá núi lửa vậy đó. Vô chỉ có cái núi này thôi có thôi, mấy núi kia không có, núi chứ mà trụ đá nó đen đen bung à, là bác thấy là chỉ có cái cúp đó thôi, giống như đá núi lửa. Bác đang thả dốc và treo là thấy trời chiều buồn quá, trời gió thổi xe bê bê chứ. Trời chiều buồn, lặn luôn rồi, mặt trời lặn luôn rồi. Bây giờ là 7:30 tối rồi. Đó, sau lưng mấy anh nhỏ bị bắt chặt đường, nó chạy không được. Lặn lại, nó qua. Cho nó qua đây, để xuống cái dốc này là sẽ gặp mấy ông đại ca ở đây nè, mày đứng đây lắm. Ở bên tay trái nó có sông bài Spotlight á, trời ơi trời lo quay phía thẳng chứ, nó nằm trong lưới không thấy. Đây nè, Spotlight 29 đây nè, nó thấy xe tải đậu đi quá trời luôn á. Mấy anh lái xe tải mà đậu bên này chắc nghèo quá, lúc này hàng quá khó khăn mà đậu cái này chắc chết. Quá đường xe tải luôn à. Để bữa nào bắt vô ghế cho nó quay phim thử bữa lên cho nó coi gì à. Phải có cái gì đó mà anh mới vô chứ đúng không? Không có ai vô làm gì. Hồi xưa lái xe tải họ mấy tài xế lái là họ chủ họ đâu có đưa cái thẻ đổ dầu như bây giờ. Họ đưa tiền mặt không à. Rồi mấy anh mới đề ba ra ghế xong bài rồi hết tiền luôn. Xe đậu luôn, đâu có chạy được nữa. Đúng rồi, gọi vòng mượn nợ. Cảm thấy khổ à. Mỗi người có một sở thích khác nhau à. Giờ lên này. Về xuống tới đây là trời mát rồi đó. Còn lại còn xuống thấp nữa, xuống dưới dốc nữa. Vô tới lót là thấp lắm. Sẽ mát lại hơn. Bên này bắt tới căn bên này bắt đầu nổi đèn đỏ, nó bắt vô nữa ha. Giờ bắt không vô mà kêu là bắt vượt cân ha. Này bắt trước tiên bắt xin chia sẻ trước nha. Bắt vượt cân này là bắt khuyên em đừng có lên vượt cân ở ngoài nha. Chỉ có cái căn bên này nữa là vượt thì cái xác suất bị bắt rất là ít. Nhưng mà bắt khuyên em ở ngoài không nên vượt nha. Để trước khi vượt nhớ giờ mới có cảnh sát hay không có vượt nha. Đó, bây giờ bắt vượt nè. Xe thắng là sau lưng cái chiếc xe này đi, mình nằm trên giữa đây, này nó sẽ vô á, những cái thằng nào nằm lên phải là nó sẽ vô, còn mình là nằm lên thứ hai, nó sẽ không có vô. Đó, mình đi hơi nhanh á, sau lưng xe nó cho nó lên đông á, mình chịu một lần nó đẹp phải không? Đó, cái ông này cũng đi luôn rồi nè, ông vô nè, không, ông bên phải á, bây giờ bắt úp bên hông của ông cũng đi luôn ha,
nếu bên nút Bình Thông vậy bác sẽ không quay được cái trạm cân cho cái nhà coi đâu nhé. Đó, bên nút Bình Thông có đi nè. Nó qua đây nữa đạp lên mà nó né nó đi luôn. Nó bác hy vọng là nó sẽ không thấy mình thấy không? Đó, giờ bác đi qua trạm cân rồi đó. Cái cân này thì bác nói là hầu như bác vô đây là bác vượt không, bác hiếm là bác ghét lắm. Với lại nó nhiều quá, hầu như sau lưng là vượt không, ở nhà dòm sau lưng này. Rồi cái chữ hậu á, nó không tải sau lưng cái vượt hết trơn không. Chỉ có những cái xe mà làm cho hãng á, thì không có vượt được, tại vượt là nó đuổi à. Còn owner đó, trên cái này nó vượt lên rồi không, xe tải luôn nó vượt lên đó. Bác chỉ vượt quay cho cái nhà coi chơi cho nó vui thôi nha, chứ anh em ở ngoài đừng có vượt nha, phạt lần 2-3 ngàn đồng á. Mà thằng này thì nó phạt ít hơn, hồi đó ông anh bác bị bắt lần này ít lắm, không có nhiều cái gì đâu, vài trăm. Ghê là đã mừng quá, đã qua khỏi rồi đó. Bây giờ này cũng 8 giờ rưỡi rồi, còn khoảng chừng tiếng rưỡi nữa là tới chỗ giao hàng. Cái đường quẹo trái trước mặt nó như nó cấm xe tải hay gì vậy. Tối cả nhà cũng thấy trên cái đèn đỏ trên nó có cái bảng nó để chốt rau, là cái đường xe tải chạy nó chỉ thẳng là chốt rau, mà giờ bắt quẹo trái mà tới sát bên cái hãng giao hàng không quẹo đâu được đâu. Ở vô đây phải đi mấy cái bảng á, nhiều lúc mình không để ý á, nó phạt lăn xẹt á, $500 đó. Thấy không, cái bảng nó không để chốt rau không thì hẳn nó không để gì chứ. Đế cứ chạy sao nhờ, tại vì á thằng Cali á hai bên á đại gia đình thấy không, nhà cửa không thấy không, là thường thường như vậy á là nó không có cho xe tải chạy, tại nhà cửa chạy ồn quá. Mấy cái này nè mình bắt giao hàng ở đây bắt quen á phải chạy vô, chứ mình không chạy vô sáng á nó kẹt xe cứng cắt à, mình không chạy vô không được. Đấy thì phải nó để cái bảng cấm gì này, cấm sao đây, 6 giờ AM tới 5 giờ AM thôi. Ô được mà, 6 giờ AM tới 5 giờ AM là giờ đó mình không có được đậu hả? Ô no, chỉ được đậu cái giờ đó thôi, 6 giờ AM tới 5 giờ AM thôi, không có tiếng đồng hồ đâu làm gì trời. Mất thấy rồi, hình như là bên này không, bên này cho đậu nữa. Ô, bên đây trống lỏng à. No, United Rental đây, mình tới nó rồi đây. United Rental à. Này bắt tới nè nè. Như mấy cái chỗ này á, theo bác ý bác á là bắt đầu vô ngay luôn, bắt ngủ luôn à. Nó không phạt bắt được. Để gia đình hiểu không, mình lũi vô mình ngủ luôn. Chứ còn mà mình đậu hãng khác á nó phạt mình được á. Mình phải là hãng khác, phải hãng dầu. Mình phải là hãng dầu nó không cho mình đậu đâu, tại nó phải đi dây vô mình đậu cái này lót đường của nó. Đó, ngày mai mình giao hàng ở trong đó đó, mình giao bên đó. Bên phải này là hãng dầu của nhà thấy không? Chỗ làm bằng cái bồn gì đó, cái bồn mình quá chất gì á. Mình đâu có này là lót đường nó không được đâu. Không phải ra ngoài đâu. Ok, nó trôi ra ngoài đâu. Sáng nay mình ra trong đây. United Rental đó. À, hiện tại bác đang ở trong cái chấm xanh này, đây là thấy không? À, bác đang ở đây đó. Thường ngày thì bác như nãy là bác chạy từ đây chạy vô nè, chạy suốt qua đây chạy vô nè. Thường ngày mình giao hàng lấy hàng qua đây nè. Còn ta rồ bậy bạ đây này. Khu này là Santana là chị Nam Đông. Thằng Loss ở trên này. Bác đang ở đây nè. Ở tuốt ở ngoài thằng Torrent nè. Thằng mấy biển luôn, sát biển luôn đó. Bác sâu lắm. Bác không giống như ngủ ngoài mà sáng chạy vô á. Là nó sẽ kẹt cứ ngắt. Nhà biết không? Bác kệ nó lũi vô đây ngủ sáng cái gì giao. Nhiệt độ nè. Nhà có thằng. Xuống còn 68 độ. Bởi nhiệt độ của thằng Kelly xuống lẹ lắm.
mà Nhi bắt rất là thích. Tại mình ngủ khỏi nổ máy á, khỏi tốn dầu không, chứ ngủ một đêm á mà nổ máy nguyên đêm mà tốn 10 ga lông dầu á. Dọn cho ngủ cho khỏe, mình ngủ là sáng anh vô phải kêu mình. Trời ơi, chưa bắt hết hồn luôn, đang ngủ mơ mơ màng thấy xe nó lăn bánh nó chạy. Trời ơi, bắt lật nhảy xuống giường, leo lên ghế ngồi. Trời lúc mới tỉnh mộng thấy, ủa xe mình đang đậu mà đâu có chạy đâu. Trời ơi, trời thiệt tình, quá trời sợ luôn, quý quá trời. Ok, thôi bắt đi ngủ nha. Chúc đại gia đình ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ngày mai, ok. Đó, chào buổi sáng đại gia đình. Giờ sáng sớm rồi, bắt vô bắt check-in nè. Ở đây họ cho mướn mấy cái máy này nè. Mấy máy này để lau chùi rồi đó. Lau chùi mấy cái sàn nhà, mấy cái chợ rồi đó. Đây là cái tên của họ nè, United Rental. Giờ trời sáng sớm rồi, chắc khoảng 6 giờ mấy rồi. Bắt vô bắt check-in nè. Đi kiếm nhân phòng đó. Mình vô bắt vô đây bắt bắt check in với nó. 7 giờ nó mới mở cửa lần. Giờ mới có 6:50 rồi. Tới giờ họ mới làm việc lần. United Rental. Họ có những cái nút đường nè. Họ làm cho mấy người mù á. Họ mấy cái cục nè. Người mù hồi giờ cái giò giờ biết được á là cái đường đi. Đang chờ 10 phút nữa nè. Thầy thường chắc sáng họ không nhận hàng mình đâu. Thầy bắt kinh nghiệm của bác á là mấy cái này họ không nhận sớm. Tại sớm á họ cho mấy người mà mướn đồ á là làm trước rồi mình sau. Giờ mình chờ thôi. Thời tiết giờ thì cũng lạnh lắm. Này thời tiết này chắc cỡ chừng 65 độ. Trời âm u quá. Ở trong đây họ cho mướn xe cẩu rồi đủ thứ nè. Vô mới check in xong á, giờ nó kêu chạy vô đây nè. Chạy qua cái thùng rác luôn, quẹo. Đây là cái bên nó nhận xe là nhận bên đó đó. Chạy qua bên đó. Này lớn lắm, thằng ở Mỹ nhiều công ty cho mướn đồ nghề lắm. Có cho mướn hết mấy đó, cho mướn hết luôn á. Máy phát điện, khô, giường cẩu, mấy làm nhà đủ thứ chứ á. Mà này là không biết lần này là lớn lắm, này bự lắm, cho muốn một clip luôn á. Này bự lắm. Nó kêu vô đây đợi tiếng đồng hồ á. Nó cho mình dê vô cái rem này nè. Rồi nó kêu mình chờ đi khoảng tiếng đồng hồ á, mấy thằng mà vô làm á nó mới vô, nó mới xuống. Mấy cái này là mấy cái thằng cẩu để làm sơn nhà hay là bỏ mấy cái ngói á, mình mướn về mình bỏ mấy cái ngói lên nóc nhà để mình lợp á, chứ nó ngói mà khiêng lên chắc xỉu à. Mấy này là xe clip cho mướn đủ thứ rồi, thấy không, mấy cái bảng sai bảng làm đường á, để mấy cái sai á để cho xe nó biết là né đó. Máy phát điện đúng đủ thứ. Bên đây nè, bên trái là cho mướn xe. Xe này loại xe trót nhỏ đó. Nó cho mướn nó mấy chiếc xe Ford nhà thấy không, nó bánh bằng sắt không à. Đấy, nó mua đồ dởm á. Rồi nó cho mình mướn chứ đâu thế nào đi mua đồ mắc tiền mới cho mình mướn được. Xe Ford chứ đâu. Nó cho mướn xong rồi nó bán luôn á nha. Có nhiều lúc bác thấy nó bán luôn. Ok, giờ bác tháo mấy cái bánh xe này ra, mấy cái dây strap ra cho nó có 4 chiếc à. Cho mấy ổng chạy ra. À, giờ chuyến cuối cùng là xong rồi đó. Chạy ra thôi. Giao này sướng, đi giao với lại đi lấy hàng, đi giao sướng lắm. Bây giờ bác đã giao hàng xong rồi đó. Đó, thùng trống rồi nè. Lãnh lương đi về thôi. Bác xin end cái video đây luôn nha. Xin cảm ơn đại gia đình đã xem video bác nha. À, chỉ lô hàng đi Cali là chỉ có vậy đó. Sướng như tại đường dài á, mình chỉ lên mình chạy thôi à. Lấy hàng xong rồi lên chạy 3-4 ngày tới rồi xong lấy tiền. Thấy khỏe không? Thấy gì chứ không phải gì đâu trời. Mồ hôi với nước mắt không á.
Ok, thank you đại gia đình nha, đã xem video bác nha. Watching end video ở đây nha. Hẹn gặp lại video sau. Bây giờ bác chạy qua bác lấy hàng, nhưng mà chưa, nó chưa có đưa hàng. Nếu mà đưa hàng thì mình lo là có thì mình về. Qua bên kia hãng nó toàn là quá chắc không á. Ok, bye bye đại gia đình nha. Gặp lại video sau nha. Bye bye.